tâm sự nhờ Bồ Tát. Trước khi cùng nhau làm một chuyến viễn du dài hạn, sư phụ kêu đệ tử tới bảo: Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi và linh lắm, bởi vậy Ngài mới có biệt danh Tầm Thinh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu người bị khổ nạn niệm danh Ngài, Ngài sẽ nương theo âm thanh cầu nguyện mà tìm tới giải khổ cho. Sau đó thầy và đệ tử mỗi người cưỡi một con lừa đi du phương. Tới quán trọ, sư phụ vào trước dặn đệ tử buộc lừa cẩn thận. Đệ tử đứng bên ngoài quán ngắm trời mây, sau đó chú cẩn thận tụng một thời kinh cầu an, thành khẩn lễ bái, rồi ngửa mặt lên trời lâm dâm khấn nguyện: Thưa Bồ Tát, xin Ngài để mắt tới hai con lừa dùng con. Nói xong, chú lại vùi ba lạy, chẳng thèm cột nhốt gì, ung dung bước vào quán ngủ một giấc tới sáng vét. Sau buổi điểm tâm, trước lúc lên đường, sư phụ phát hiện con lừa đã bị mất, bèn kêu đệ tử hỏi: Lừa của chúng ta đâu? Đệ tử bấy giờ mới hoảng hốt cuống quýt tìm quanh quán không thấy lừa, bèn thưa với sư phụ: Việc này thầy phải hỏi Bồ Tát đi. Tối qua con có gửi gắm nhờ Bồ Tát coi chừng lừa dùng con. Con cũng đã tụng niệm lạy Ngài ba lạy và rất là thành khẩn. Thầy không phải từng dạy con nên tin tưởng Bồ Tát sao? Sư phụ tức giận nói: Nương là, ta có dạy chú phải tin Bồ Tát, nhưng trước khi cầu tha lực, chú phải tự lực hết sức mình chứ. Chú cũng có tay nên dùng tay của mình mà buộc kỹ lừa, vì sao lại nạnh Bồ Tát cột dùng? Chú có mắt sao chẳng chịu dòm ngó mà lại nạnh Bồ Tát coi dùm? Cái gì làm được thì phải tự làm không được mới nhờ bên ngoài trợ giúp, đừng có mà lười nhác ỷ lại vào bất cứ ai. Trong ngàn tay ngàn mắt của Bồ Tát cũng có tay có mắt của chú ở trong mà. Chú không chịu mó tay để mắt vào thì mất lừa là lẽ tất nhiên thôi, có vị Bồ Tát nào mà lại chịu giúp để cho chú tăng thêm thói thật lười nhác hở? Kể theo nhân sinh phương hướng của Lâm Thanh Huyền. Bài học đạo lý: đúng là trước khi cầu tha lực, ta phải dốc sức tự lực trước. Giống như muốn khỏe mạnh thì phải ăn, ngủ, hành sự vân vân điều độ. Muốn đi đường bình an thì phải chấp hành luật giao thông. Muốn không bị cướp giật thì chẳng nên đeo của báu đắt tiền lấp lánh. Chưa kể là có những người đeo nhiều trang sức, khoe lồ lộ rồi còn đi vào chỗ vắng, thậm chí khuya lắc khuya lơ vẫn còn độc hành độc bộ ở ngoài đường, hoặc cứ phóng nhanh giành đường vượt ẩu rồi lại lý luận rằng mọi sự đã có Phật và Bồ Tát gia hộ, vì mình là đệ tử của các ngài, vì mình đã chí thành lễ bái Phật đêm đêm, các ngài có bổn phận phải bảo hiểm tài sản nhân mạng cho mình. Cái lý luận này giống hệt anh chàng không chịu buộc nhốt lừa cẩn thận. Đành là đôi khi ta buộc kỹ, nhốt kỹ mà vẫn bị mất mát. Xong, nếu ta hành sự cẩn thận, dẫu có rủi ro, ta sẽ ít ân hận hơn là cứ cầu thả ỷ lại. Ta có khả năng tự bảo hộ mà không thèm ứng dụng, lại đòi chư Phật Bồ Tát phải thường xuyên để mắt tới, bảo an cho ta. Như vậy mới là đại vô lý. Chắc chắn chẳng bề trên nào thèm giúp cho một kẻ không tự biết chăm sóc, lười xài sức mình và luôn ngong ngóng trông chờ lực giúp đỡ từ bên ngoài. Om ha ha ha, Om Sam Mo Di So Ha. Om ha ha ha, Om Sam Mo Di So Ha.